Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Vi giới thiệu tới quý vị một cái sản phẩm nó không phải là mới ra đời, nhưng mà cái sản phẩm này phải nói là rất là nhiều người sử dụng nha quý vị. Một cái dòng Music Silver kim đi giải mã và kim luôn một cái bờ rề với mức giá ngày hôm nay cực kỳ mềm luôn, chưa tới 7 triệu quý vị ạ. Đó là Denon HS2 Lin nha. Đây, bây giờ Vi khui nè quý vị, cái thùng nè quý vị, cái dòng này Denon thì của nhà phân phối Anh Duy. Bây giờ Vi tháo cái này ra cho quý vị xem nha. Đây là hàng mới 100%, bảo hành chính hãng 1 năm nha quý vị. Thì mức giá chưa tới 7 triệu thì nó thật sự mà nói thì nó không có cao hơn hàng xài lướt bao nhiêu hết quý vị ạ. Và bây giờ Vi tháo bên trong quý vị nhìn nha. Cái dòng này thì nhỏ gọn, rất là tiện quý vị, cực kỳ tiện luôn. Thì quý vị về chúng ta chơi nhạc, stream Spotify nè, đeo đồ nè, thì lâu lâu thích nghe Bluetooth thì quý vị kết nối qua điện thoại nghe. Còn không nữa thì chúng ta lấy nhạc chép sẵn quý vị, nhạc chép sẵn USB ổ cứng này là giải mã 32 DSD luôn nha. Cái dòng này thì nó hồi xưa thì nó 24, nhưng dạo này là nó cập nhật lên là 32 rồi. Đây là cái phiếu bảo hành của anh Duy. Thì cái con này nó sẽ có hai thùng cạc tông, một thùng bên ngoài, một thùng bên trong như thế này nha quý vị. Đây, hai thùng nè. Đợt trước thì mình cũng có hàng xài nước. Hàng xài nước thì hơn 5 triệu, nhưng mà đợt này thì mình không có hàng xài nước nha quý vị. Hàng xài nước nha, chỉ có hàng mới mà chưa tới 7 triệu thì mà bảo hành được 1 năm thì quý vị là một sự lựa chọn cũng rất là êm ái quý vị ạ. Đây, cái mẫu này thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh, không có lớn quý vị. Đây là một cái phụ kiện kèm theo nè quý vị. Nó có dây kết nối nè, dây nguồn nè. Thì cái này thì mình cũng quay rất là nhiều rồi quý vị, cực kỳ nhiều luôn. Bây giờ mình mở sơ cho quý vị xem nè. Nhạc của nó rất là hay quý vị, tiếng rất là dài luôn. Ở trên này thì nó có khắc cái chữ Denon. Và cái model này thì nó chỉ có một cái màu thế này thôi nha quý vị, một màu này thôi. Đây, ở bên đây thì chúng ta nút nguồn nó nằm bên đây luôn. Dùng bờ rề thì quý vị cộng trừ bên đây luôn nha. Con này quý vị thấy bị khui thùng mới không? Nó không có remote, nó không làm remote nha. Rồi ở phía sau nè quý vị. Đây, phía sau nếu quật là chúng ta dùng cái bạn có dây gắm vào đây. Còn đây là cái đường cắm USB hoặc là ổ cứng được luôn nha. Optical in. Đây, đường này thì từ lấy nhạc từ TV xuống. Coaxial out nè, optical in. Optical in đây, USB là đường này, con này thì nó có đường ra sub luôn, subwoofer nè quý vị. Rồi, mức giá chưa tới 7 triệu nha quý vị. Điện áp là 220 tới 240 V. Đây là chúng ta khỏi cần phải chuyển điện. Và cái nút này là chúng ta có bắt Bluetooth được luôn nha. Con này bắt Bluetooth rất là tốt quý vị. Rồi quý vị nào thích thì alo cho mình. Đây, cực kỳ tiện lợi luôn quý vị. Bây giờ thì con này thì không mới, nhưng mà công nghệ của nó rất là mới luôn quý vị, công nghệ hiện đại. Và bây giờ mình sẽ test cho quý vị nghe một bản nhạc nha quý vị. Nói chung là Spotify nè, tia đồ đều được hết nha. Đây, ở trên cái thùng nó sẽ có ở trên đây. Đây, mà hàng bảo hành 1 năm nữa thì quý vị cứ xài thôi. Nó sẽ có những cái công nghệ ở trên đây quý vị nhìn nha. Đây, rất là tiện lợi mà giá rất là bình dân luôn nha quý vị, cực kỳ bình dân. Rồi bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức chất ăn của con này. Một đêm bước chân về ngõ nhỏ, chợt nhớ đóa hoa tường vi, bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa. Một hôm bước qua thành phố lạ,
rất tự do. Nhiều khi bóng như trẻ nhỏ nhà từ những phút xưa tôi về. Ngày xuân bước chân người dân nhẹ, mùa xuân đã qua bao giờ. Nhiều đêm thấy ta là tháng mùa, tình xa có khi còn nghe. Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ. Đời ta có khi là đốn lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya. Vườn khuya đó hoa nào mới nở, đời ta có ai vừa qua. Nhiều khi thấy trong nghìn năm một, tôi nghĩ quanh đây hồ như đời ta hết mang điều mới lạ. Tôi đã sống rất âu thơm, lòng tôi có đôi lần khép cửa rồi bên vết thương bồi quỳ vì em đã.